Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Dành cho những ai mà đây là lần đầu các bạn xem qua những cái video trên channel của mình thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip đang viral trên mạng. Nhưng mà đa phần thì mình sẽ làm những cái reaction cho những bài nhạc hip hop là nhiều hơn. Thì không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta tới với phần intro thôi nào. Let's go baby. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction cho một phần, gọi là mình nghĩ là một phần thi ha, một bài hát của team Minh Lai và Freaky trên cuộc thi của The Rap Game, được gọi là cái sự collaboration giữa Bạn Có Tài Mà và bên game Free Fire. Thì trước đó thì cái vòng trước đó thì cái khoảng thời gian cái những cái tập trước đó ra thì mình đang bị Covid nên là mình không có làm cái reaction được, nhưng mà mình nằm ở nhà mình vẫn xem qua những cái bài hát đó, thực sự là rất là hay. Và hiện tại thì mình chỉ còn thấy còn có ba team thôi thì phải, có team của Minh Lai, Freaky, ICD và Lore và Dick với lại Ziok hay là Ziok gì đó, mình mong là mình sẽ đọc đúng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bài hát của Minh Lai và Freaky. Thì Minh Lai represent for Under the Hood. Let's go. Ok, thì như những cái video trước đó, đây là gọi là cái lời nhắc thường lệ, mình nhắc nhở các bạn luôn luôn phải uống nước, always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo nhưng mà rất mong là sẽ nhận được quảng cáo từ một cái hãng nước nào đó trong tương lai. Rất mong là như vậy, tại vì rất là cần tiền để trang trải cuộc sống đó mà. Đồ đấy, nhưng mà bắt đầu thôi nào, let's go. Intro lâu lại. Con đường dần hiện ra sau những anh mây. Hey. Cuối cùng cũng đã đến sau tháng ngày. Oh. You tell me self, it's a bad day. You tell me self, it's a bad day. Nhìn sao đang hướng như nhà giả kim. Không biết kìa. Hành trình này đơn giản như bài kiểm tra. Những đồng đội ngàn vai xứng đáng điều này hơn ai. Don't pick up the phone, that's an enemy. Những cái từng bắt tay như là không là gì. Những người luôn phán xét và lo là xử lý. Họ thậm chí không có thật, chỉ là ngụ ý. Tụi anh dần tiến tới và ít và có sẵn anh em cả thằng gói trà. Tinh thần gì trong máu như Joker. Nhiệm vụ lần này không được cẩu thả. Chiến đấu cho gia đình quê nhà. Vòng tròn này hơi nhỏ, đừng đứng quá xa. Mỗi đồng đội nằm xuống trái tim tôi càng mừng giá. Mày thấy tôi đi đằng trước vui lòng đừng dối. Freaky. Lâm ăn xôi, men rượu đắng văng trôi. Em hey. Đi lâm anh nói hay là hiệu ứng dân chơi. I'm freaky, freaky, cha-cha. Hey. I'm picky, picky, time. This is free fight. Đi một tấm lòng chung. Có thêm người hâm mộ như làm cho chăm họ cái tiếng như văn hồng hưng. Cần thêm cần mẫn đêm và đàn đẳng không để đồng đội gánh cùng lưng. Vào vàng, người lên kỷ cương. Lấy cắp bước càng nhà bên Phú Mỹ. Zero, to hero. Bạn này sinh tồn ở trong tuổi xưa. Con đường dần hiện ra sau những án mây. Sau những tháng ngày một bài nhạc chiến thắng thời gian chim mèn qua nhiều lúa. Nhiệm vụ cùng mình lại phải càng thêm nhiều lúa. Con đường dần hiện ra sau những án mây. Chiến thắng cuối cùng cũng nở sau những tháng ngày một bài nhạc chiến thắng thời gian chim mèn qua nhiều lúa. Nhiệm vụ cùng mình lại phải càng thêm nhiều lúa. Không biết kìa. Không biết kìa.
Hết rồi á. Damn. Ok, trước tiên thì phải shout out cho ai làm ra con beat này. Nhưng mà mình nghĩ tầm 60-70% là cái con beat này làm ra bởi Laria cũng từ Under the Hood luôn. Nếu mà mình không nhầm là như vậy, tí nữa mình sẽ check. Còn đối với cái bài hát này thì ngoài cái con beat nó khá là catchy ra thì mình nghĩ cái delivery của cả hai, của cả Minh Lai và Freaky rất là tốt. Nó rất là nghe, nó rất là kiểu... gọi là như thế nào vậy? Nghe nó rất là kiểu quậy quậy mình không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mà kiểu nghe nó rất là phá cách. Mình rất là thích cái màu này của Minh Lai cũng như là Freaky, nghe nó vui tươi cũng như là nó mang lại một cái năng lượng, mình nghĩ là nó khá là tích cực cho cái người nghe. Thì đó cũng là cái reaction của mình cho cái video này. Thì hiện tại thì mình thấy cái vòng này cũng là vòng chung kết rồi. Mình rất là mong xem coi là ai sẽ là cái người chiến thắng. Trước đó thì mình có thấy là Minh Lai, rồi ICD, rồi Dick với cả LC King nữa mà ta. Thì mình không rõ là tại sao chỉ có team của Minh Lai, của ba người là Minh Lai, Dick với lại ICD thôi. Thì cái team của LC King thì sẽ là như thế nào. Thì nếu mà các bạn có biết thì các bạn comment ở dưới cho mình biết với nhé. Thực ra thì trước đó mình cũng đã có nghe cái hình như mình nhớ là đó là một cái cipher thì phải. Bốn người đó là bốn ban giám khảo hay là huấn luyện viên gì đó. Thì mình khá là thắc mắc là khi mà không mình check thì không có bài nào, phần thi nào của có sự góp mặt của LC King cả. Thì đó là cái reaction của mình cho cái video này. Thì mình rất là mong các bạn sẽ có được những cái phút giây từ vui vẻ. Mình rất là mong là mình sẽ mang lại những cái năng lượng cho các bạn, cũng như là mình chúc các bạn sẽ có được một cái ngày thật là vui vẻ, cũng như là như mọi khi. Mình mong là các bạn sẽ lan tỏa cái năng lượng tích cực của bản thân mình và lan tỏa ra cho những người xung quanh của chúng ta. Ok, vì năng lượng tích cực nó rất là cần thiết cho cái cuộc sống hiện tại. Và luôn luôn nhắc nhở mọi người uống nước, như cái cách mà mình nhắc nhở các bạn luôn luôn uống nước vậy đó. Thì đó là cái reaction của mình cho cái ngày hôm nay, cũng như là cái bài hát này. Và như mọi khi, peace and I'm out. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn rảnh thì các bạn có thể check lại những cái video reaction trước đó của mình trong channel của mình nhé. Và mình đã có đăng cái video đầu tiên của mình trên TikTok rồi, thì các bạn có thể check it out và cho mình một tim nhé. Ok, và peace and I'm out. Bye guys.